Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tin nóng Lê Thanh Hải bị bắt Ngày 24 tháng 5, một nguồn tin nội bộ đã cho thời báo chấm đề biết tin trên. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Thanh Hải. Hiện nay, ông Hải đang bị tạm giam tại trại giam Ngọc Xá, tỉnh Bắc Ninh. Đây là cơ sở thẩm tra, hỏi cung của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng C03. Nguồn tin cho biết bắt ông Lê Thanh Hải để điều tra về tội rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài, gây thất thoát cho nhà nước Việt Nam 50 tỷ đô la Mỹ, cộng tác với gián điệp Trung Quốc, phá nền kinh tế Việt Nam suốt 15 năm tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là hình ông Lê Thanh Hải bật khóc khi thất bại trong việc sắp xếp người kế nhiệm năm 2016. Vẫn theo nguồn tin, việc bắt giữ này thực hiện theo quyết định khởi tố bị can số N011C03 ngày 23 tháng 5 năm 2024 và lệnh bắt tạm giam số 852 C03 ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Nguồn tin cũng cho hay, ngay sau khi có quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Thanh Hải như đã đề cập, trưởng ban tổ chức trung ương Lê Minh Hưng đã ký quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông. Quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng số 932 là ký theo đề nghị của Đảng ủy Công an Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng phối hợp thực hiện nguồn tin cho biết thêm, cơ quan cảnh sát điều tra cũng tạm giữ hình sự bà Trương Thị Hiền, vợ ông Lê Thanh Hải, nhằm thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội rửa tiền. Bà Hiền cũng là em gái bà Trương Mỹ Hoa. Hiện nay, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên phó chủ tịch nước, đã dùng máu viết tâm thư trên tờ bằng khen 60 năm tuổi đảng gửi cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tuyên bố sẽ tự thiêu tại Lăng Ba Đình lịch sử nếu không thả em gái bà ra trong vòng 9 ngày. Nguồn tin tiếp tục cho hay và đây là hình bà Trương Thị Hiền vợ ông Lê Thanh Hải em gái cụ Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hòa. được biết ông Lê Thanh Hải sinh năm 1950 quê huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang ông là nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11 cụ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2011 và năm 2011 đến năm 2016 Cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hai nhiệm kỳ năm 2006 đến năm 2011 và năm 2011 đến năm 2016. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ từ năm 2001 đến năm 2006, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Ông đã từng bị kỷ luật và cách tất cả các chức vụ đã từng nắm giữ sau khi đã nghỉ hưu. Đây là chuyện khôi hài mà trên thế giới chỉ có chính quyền Việt Nam dám làm. Ông Hải có bằng cao cấp lý luận chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân văn chương, trong quá trình cầm quyền suốt 15 năm tại Sài Gòn, ông Lê Thanh Hải bị người dân gọi là sâu chúa miền Nam do những thành tích mờ ám mà ông và bộ sậu gây ra. Đặc biệt, dân oan thủ thiêm cho rằng ông Hải là người phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm xảy ra tại dự án khu đô thị mới thủ thiêm, cũng như phải chịu trách nhiệm về những oan khiên, những số phận bị bức hại, uất ức đến mức quyên sinh tại thủ thiêm. Và đây là hình bà Trùm Trương Mỹ Lan tại tòa ông Lê Thanh Hải và vợ bà Trương Thị Hiền cũng bị coi là có mối quan hệ thân thiết với bà Trùm Trương Mỹ Lan, người đã bị tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình. Chính vợ chồng này đã bảo kê cho Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan trong suốt vài chục năm qua, từ khi ông Hải còn là bí thư quận ủy quận 5. Trong quá trình xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, tên tuổi của ông Lê Thanh Hải không bị đề cập đến. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, ông Hải đã bị điều tra về liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Trước đó, trong các ngày 6 và 7 tháng 5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 41 quyết định thi hành kỷ luật cắt hết tất cả các chức vụ trong quá khứ, cũng như quyền lợi hiện nay của các ông Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tin nóng Lê Thanh Hải bị bắt Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chỉ có loại vô công rỗi nghề, mượn áo tu để ăn bám xã hội mới kêu ca không đủ tiền làm Phật sự. Ngày 24 tháng 5, trên Facebook cá nhân của nhà giáo, tiến sĩ Chu Mộng Long có bài viết Chăm lo Phật sự hay nuôi tăng béo nút. Thời báo chấm đề trích giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Tôi bắt đầu câu chuyện tuổi thơ của tôi gắn với chùa như thế nào? Cái chùa đúng hơn là một cái am thờ Phật do một người phụ nữ lập ra trong vùng tranh chấp trước năm 1975. Am nằm ven thị trấn, thỉnh thoảng bị phó kích từ trên núi dọa xuống, nhưng so với nơi khác thì khá bình yên, từng làm nơi tạm trú cho bà con chạy giặc. Và đây là hình tế trên trang cá nhân của tiến sĩ Chu Mộng Long. Những năm ấy chiến tranh khốc liệt, người tản cư hàng đoàn, thay người chết vung vãi khắp nơi. Nhà người phụ nữ này thành địa điểm cho dân tạm cư. Thọ ấy chưa lên 10 Tôi đã cùng ba mẹ, anh em đêm đêm quỳ trước tam bảo, tụng kinh, niệm Phật. Nhờ vậy từ bé tôi đã thuộc lòng gần chục bộ kinh tụng. Hàng ngày bà cần mẫn hái lá cây, phơi sấy làm thuốc chữa bệnh. Bà không lấy tiền của bất cứ ai, chỉ cúng hoa quả hoa quả chính bà mua hoặc bà con mua dân lên tam bảo. Bà có chồng con nhưng cả nhà ăn chay, riêng bà chỉ ăn trái cây và rau quả. Từ năm 1974 bà bắt đầu nhịn ăn và chỉ uống nước lọc. Đúng ngày 31 tháng 3 năm 1975 giải phóng Bình Định thì bà viên tịch. Dân xung quanh gọi bà là Bồ Tát. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh bà khi trở về cõi trần, bà nằm trong tư thế Phật nhập Niết Bàn, nhắm mắt. Làn da trắng sáng, môi tươi như hoa, khi ấy bà mới 42 tuổi. Nói đến chuyện Phật sự thì tôi nhớ lại tất cả những việc bà làm, các bạn có thấy bà khác xa với các đấng bậc tu hành theo đạo pháp xã hội chủ nghĩa hay không? Và đây là hình tăng đoàn béo nút Tôi quan sát các tăng đoàn, toàn những người trai trẻ lực lưỡng, tính ra các chùa to như hiện nay, mỗi tăng đoàn có lẽ lớn hơn một trung đoàn lính. Họ tu tập và giúp ích gì cho cuộc sống người dân? có thể tôi không biết, nhưng để có lương thực nuôi các tăng đoàn này, có lẽ số tiền cũng bằng dân nộp thuế nuôi quân đội. Nếu giáo hội được trang bị vũ khí, có khi có sức mạnh tương đương với lực lượng vũ trang của nhà nước. Đừng tưởng ăn chay là rẻ, tôi từng ăn chay cả tháng sau khi ba và em tôi mất, vợ tôi lặng lẽ mua sắm đồ chay không nói gì, nhưng sau đó tôi mới biết, số tiền chi ăn chay đắt hơn nhiều so với ăn mặn. Lương của tôi so với giảng viên trẻ là khá cao ăn chay chỉ có rau, đậu, nấm mà còn khó khăn. Huống hồ, nghe nói trong chùa to, các tăng toàn ăn cao lương mỹ vị. Tôi biết trước đây, trừ những ngôi chùa cổ với sinh hoạt đạm bạc, các chùa to chủ yếu sống bằng tiền của đại gia và quan chức. Mỗi chùa sở hữu hàng ngàn tỷ đồng. Và đây là hình hạnh đầu đà thích minh tuệ. Những năm gần đây, các ngôi chùa to với những tăng đoàn lớn hơn trung đoàn lính ấy, ác gặp khó khăn không phải vì sự xuất hiện của hành giả hạnh đầu đà thích minh tuệ mà vì dòng tiền trên đã cạn loại đại gia và quan chức đầu tư và kinh doanh tâm linh lần lượt vào tù như là nghiệp báo nhãn tiền số còn lại bắt đầu lo sợ hết dám chơi trò buôn thần bán thánh vậy là nói như thích thanh quyết dù bày trò cúng sao giải hạn trục vong giải nghiệp và dù nhắc ma dọa quỷ để môi tiền công chúng nhà chùa vẫn đang bị lỗ trọng vó người lính ngoài hưởng phụ cấp cho tiêu vặt họ còn phải lao động sản xuất để cải thiện bữa ăn, trong khi các tăng thì chẳng làm gì hơn ngoài chờ ăn cúng dường. Khủng hoảng là chắc chắn và rất cần khủng hoảng như vậy để thay đổi. Tôi xem hình ảnh các tăng đòn của các chùa mà liên tưởng đến các giới tăng lữ thời các đế chế, nhà nước hóa, tôn giáo. Họ thuộc thành phần ngồi mát ăn bát vàng, hưởng lợi từ đặc ân của nhà nước. Và đối với dân, họ có cả quyền sinh, quyền sát trong tay. Nay lẽ nào tái hiện lại cái lịch sử một thời dân chúng làm nô lệ cho tăng lữ hay sao? Hiểu rằng chăm lo Phật sự bằng lấy danh Phật ăn trên sương máu của người khổ nạn, bệnh tật là làm ô danh Phật, gieo thêm nghiệp ác trùng trùng. Chăm lo Phật sự phải là làm tiếp cái việc Phật chưa làm hết, tức tu nhân, tích đức, tích thiện cho dân, góp phần cho quốc thái dân an, chứ không đồng nghĩa với việc biến dân thành con mồi, nuôi tăng, béo nút. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin chỉ có loại vô công rõ nghề, mượn áo tu để ăn bám xã hội mới kêu ca không đủ tiền làm phật sự. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.